cử tri chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước luôn mạnh khỏe, sáng suốt lãnh đạo đất nước. Sáng 15 tháng 10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội của thành phố Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri ba quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Là cử tri phát biểu đầu tiên tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Đoàn bờ Cống Dị, Ba Đình, nói, chúng tôi có mặt tại đây đều cảm thấy rất phấn khích phấn khởi khi thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mạnh khỏe, vui vẻ. Ông và người dân mong Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục mạnh khỏe, sáng suốt trong lãnh đạo đất nước. Cử tri Vũ Danh Nam Tây Hồ cũng biểu hiện tình cảm, niềm vui khi thấy sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trở lại bình thường, tốt lên nhiều. Ông nói, thời gian qua cử tri cả nước và phiên bản thân ông ân cần nhiều đến sức khỏe, từng lần xuất hiện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Cử tri, phiên bản thân tôi rất mừng khi nghe tiếng nói dõng dạc, khúc chiết, sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại các buổi lễ quan trọng, ông Nam nói. Lòng tin của cử tri với Quốc hội, Đảng, Nhà nước. Cử tri Đoàn bày tỏ lòng tin với Quốc hội, đặc biệt với Đảng, Nhà nước, toàn dân, quyết tâm của Việt Nam trong việc kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc hòa bình lãnh thổ trên đất liền, lãnh hải của đất nước. Ông nêu rõ ràng sự không đồng tình với những ý kiến không đúng đắn, đồng thời phản bác các luận điệu tìm mọi cách xuyên tạc sự thật về sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông. Họ tung thông tin bịa đặt, cho rằng lãnh đạo ta do dự, hữu khuyên, không khỏi mạnh đáp trả lại hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông. Đại bộ phận nhân dân rất phẫn uất những thông tin này. Xin bày tỏ sự phản bác với ý kiến, luận điệu đó. Nhân dân ủng hộ Đảng, Nhà nước trong công cuộc này, ông Đoàn nêu rõ ràng. Quang cảnh buổi tiếp xúc. Ảnh Đờ Tờ. Ông Đoàn nêu quan điểm, vấn đề đại dương đảo là cuộc đấu tranh tổng lực sức mạnh của dân tộc và chúng ta phải sử dụng lẽ phải, công lý, các biện pháp ngoại giao, sự ủng hộ của cả quốc tế và phải bồi dưỡng cho các thế hệ về sau hiểu về lịch sử hòa bình đại dương đảo của đất nước. Bằng chứng lịch sử rất xác đáng, dân tộc Việt Nam từ đầu thế kỷ 17 đã xác lập hòa bình với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, ông Đoàn nói. Cử tri Nguyễn Mạnh Hảo Ba Đình, Hà Nội, nêu, tình hình Biển Đông hiện đang được dư luận, cử tri ân cần và lo sợ trước việc Trung Quốc đưa tàu vào khu vực thềm lục địa của Việt Nam bất chấp pháp luật quốc tế, dư luận thế giới. Để bảo vệ vững chắc thềm lục địa và lãnh hải của Tổ quốc, nhân dân mong Đảng, Nhà nước có giải pháp và quyết sách về vấn đề đại dương Đông bây giờ cũng như những năm về sau, ông Hảo nêu. Cuộc chiến chống tham nhũng đang diễn ra rất gay go, quyết liệt. Về phòng chống tham nhũng, cử tri Nguyễn Mạnh Hảo cho rằng đây là vấn đề không thế hệ nhưng thực trạng về tham nhũng, xa qua bây giờ vẫn đang hết sức nhức nhối trong làng hội, diễn ra bình thường trên nhiều lĩnh vực. Có thể nói, cuộc chiến chống tham nhũng đang diễn ra rất gay go, quyết liệt. Ông bày tỏ, nhân dân rất chia sẻ, đồng tình khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trưởng ban lãnh đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đang có quyết tâm rất cao trong cuộc chiến chống giặc nội xâm. Ông nêu rõ ràng, cuộc chiến này đang biến thành cao trào, khỏe mạnh và đã đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, còn nhiều việc phải làm, kết quả chưa phục vụ kỳ vọng của nhân dân, các giải pháp trong phòng chống tham nhũng vừa qua chưa đủ sức răn đe hành vi tham nhũng diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp. Nhiều vụ tham nhũng tiêu cực đã được phanh phui, xét xử công khai, nhưng vẫn còn nhiều kẽ hở để cho những người có chức quyền lộng hành. Cử tri, nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước cần có giải pháp mạnh tay và cương quyết hơn nữa. Phải xử lý nghiêm những cán bộ để xảy ra tham nhũng và tham nhũng khi xử lý chấm dứt phải tịch thu tài sản của họ để sung vào công quỹ, không để còn tư tưởng hy sinh đời bố củng cố đời con, cháu chắc, chúc chích. Ông Hảo nhấn mạnh. Cử tri Nguyễn Văn Thiên bờ Hàng Bông, Hoàng Kiếm nêu rõ ràng, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng biểu hiện không có dùng cấm khi có tới hơn 70 cán bộ cấp cao đã bị xử lý, kỷ luật, trong đó có cả ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, tướng lĩnh. Ông nói, người dân bày tỏ tin cậy vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước.